Ok anh em, đây là viên pin 5600 mAh mới nhất nha. Và viên pin này là hoàn toàn do Việt Nam, và cụ thể đó là do mình ha làm ha. Và viên pin 5600 này thì nó hoàn toàn không có bất kỳ một cái phần gì nó lồi ra hết anh em. Nó toàn bộ là nằm gọn gàng như một cái viên pin zin thông thường ha. Và nó cũng không có cái hiện tượng nó bị phù u lên gì hết ha, nó như một viên pin zin. Và dung lượng thực tế của nó là 5600 mAh nha anh em. Đó, so với những cái viên pin trước đây mà anh em biết, từng biết ha, từng độ hay là mua những cái hàng mà nhập khẩu của bên Trung Quốc vậy đó, thì nó sẽ có một cái phần lồi dư ra. Từ đây là nó sẽ dư ra thêm một cái viên nữa ha, to và dày để tăng thêm dung lượng đó. Và cái viên pin dư ra đó nó sẽ nằm ở bên dưới cái bụng của máy bay sau khi anh em lắp pin vào ha. Còn với viên pin này của mình thì nó hoàn toàn vừa vặn bên trong thân máy ha, nó sẽ không có bất kỳ một phần lồi nào ra hết. Và như vậy thì với cái viên pin này thì theo mình nghĩ nó là viên pin coi như là có thể cho là viên pin mà mình nghĩ là nó tốt nhất cho đến thời điểm hiện tại về dung lượng, về thời gian bay, về cân nặng cũng như về mặt thẩm mỹ nha. Với 5600 mAh ha, thì anh em sẽ có tổng trọng lượng của viên pin này nó sẽ rơi vào khoảng là 140 gram cho viên pin này nha anh em. Tức là viên pin này nó đang nặng hơn viên pin Plus tiêu chuẩn là 20 gram nha anh em. Viên pin Plus tiêu chuẩn nó sẽ khoảng 120 gram và viên pin này của mình là 140 gram nha. Đó. Và dung lượng thì nó đã tăng thêm được khoảng hơn 1500 mAh nha. Mình không biết chính xác bao nhiêu nhưng mà mình cứ cho là 1500 mAh đi. Nha, tăng thêm 1500 mAh và trọng lượng chỉ tăng thêm 20 gram nữa thì mình nghĩ là pin này nó hoàn toàn đủ đủ tiêu chuẩn đáp ứng ha để sử dụng một cách an toàn nha anh em. Và có một cái thông tin mà mình muốn nói với anh em nữa là cái con mà DJI Mini 4 Pro này anh em, thì hiện tại DJI đã tung ra các bản cập nhật để chống lại việc sử dụng pin độ ha, tung ra các bản cập nhật để chống lại sử dụng pin độ. Và cái cách thức của họ là như thế nào thì thật ra mình cũng chưa có biết nha anh em, mình cũng chưa có biết là cái cách thức của họ để chống lại việc pin độ là ra sao. Cái này thông tin này cũng chỉ là thông tin đồn thôi. Và hôm nay thì mình sẽ thử sử dụng cái viên pin 5200 mAh này của mình để cắm vào cái bông body Mini 4 Pro này xem coi là nó có thể bay được không hết anh em. Và anh em cũng lưu ý là chúng ta cần phải chú ý tới cái phần phiên bản firmware version của cái máy bay nha anh em. Tại vì bản cập nhật này nghe đồn là bản cập nhật mới nhất dành cho DJI Mini 4 Pro thì nó mới có cái hiện tượng là không sử dụng được pin độ nha. Còn những cái phiên bản firmware trước đó thì không biết. Và cái con phiên bản firmware này của mình thì một lát mình sẽ cho anh em xem cái phần thông tin của nó ha. Bây giờ mình sẽ cắm thử cái viên pin 5600 mAh của mình vào con body Mini 4 Pro này và bay thử một vài vòng cho anh em xem ha. Rồi ok anh em. Ok. Ok, nó khởi động xong hết anh em. Bây giờ mình sẽ kết nối tay khiển và thử điều khiển bay một vài vòng xem sao hết anh em. Ok. Giao diện phần màn hình ha, và anh em có thể thấy là Take off with caution, no GPS. Nói chung là nó không có báo bất kỳ một cái lỗi gì hết ha anh em. Đó, home point update ha. Và mình cho anh em xem cái thông tin của pin ha. Đây là viên pin lần trước mình có làm cái video đó, 4 lần sạc ha. Điện áp là 4,07 ha. Và 4 lần sạc này do mình chưa reset cái số lần sạc nó lại thôi.
Và dung lượng của nó là 5600 mAh nha anh em. Body hiện tại mình đang sử dụng là DJI Mini 4 Pro nha. DJI Mini 4 Pro ha. Nó có thông báo một cái update firmware nè anh em thấy không? Và mình không có update firmware nó nha, mình không có update firmware của nó. Cái này là update firmware cho pin. Và cái version của aircraft firmware là 01.00.200 nha anh em. Phiên bản của aircraft firmware nha. Lưu ý những cái này nha anh em. Có thể những cái phiên bản khác nó sẽ không bay được nha, nhưng mà với phiên bản này của mình thì nó bay hoàn toàn bình thường nha anh em. Bây giờ mình sẽ thắt cóp thử cho anh em xem ha. Ok, em dời nó ra ngoài tí xíu. Đây, khởi động thôi. À, ok anh em. Thì bây giờ mình đang thích up ở 85% nha anh em. Chúng ta sẽ xem coi là thời gian bay của nó dự đoán là bao nhiêu ha. Mình đang bay ở 85% ha. À, mình sẽ coi thông tin pin một cái đi. Battery info 4V nha. 4V hai cái cell nó khá là chuẩn ha. Độ đang là 32.9. Đó. Thì đây là phần điện áp và đây là phần thời gian bay. 53 phút ở 85% nha anh em. Anh em lưu ý nha, 53 phút ở 85% và đây là thời gian bay dự kiến thôi. Nó không phải là thời gian bay chính thức có được khi mà chúng ta bay trong thực tế nha. Nhưng mà rõ ràng là nó đang nhận cái dung lượng cao theo đúng như những gì mình đã nói ha. Và thật ra mình cũng không có lừa anh em để làm gì, để câu view câu like để làm gì. Đối với mình chuyện đó nó không phải là vấn đề ha. Mình cần phải làm vì anh em theo dõi kênh YouTube của mình từ lâu rồi, anh em cũng biết rồi đó. Đối với mình khi mà mình làm ra bất kỳ một sản phẩm nào liên quan tới pin và đặc biệt là pin độ thì mình luôn chú trọng ba yếu tố anh em. Thứ nhất là độ bền, thứ hai là độ an toàn, thứ ba là vấn đề về thẩm mỹ ha. Ba yếu tố đó mình luôn là cái thứ mà mình phải suy nghĩ đến đầu tiên nha. Đó, khi mà anh em biết là khi mà chúng ta đổ một cái viên pin mà nó có cái phần lồi ra bên ngoài á, thì thứ nhất là về mặt thẩm mỹ là chắc chắn là nó không đạt rồi, đúng không anh em? Nó có một cái phần lồi ra bên ngoài thì trông nó khá là dị ha. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái độ ổn định nó chắc chắn nó sẽ không có, tại vì là cái lồi ra như vậy nó sẽ làm mất đi cái sự cân bằng của cái thiết bị ha, mất đi cái sự cân bằng, nó còn gây ra cái việc cản gió này kia khi mà chúng ta bay trong thực tế nữa nha. Và thứ ba về độ ổn định thì mình nghĩ là nó khi mà nó nằm bên ngoài như vậy thì nó sẽ không có được ổn định như là tất cả mọi thứ chúng ta để hết vào bên trong nha. Khi mà chúng ta để hết mọi thứ vào bên trong, nó sẽ đảm bảo cái tính đồng nhất, cái tính nhất quán nhất của cái viên pin của chúng ta ha, và cái độ ổn định chung tổng thể của thiết bị ha. Bởi vậy cho nên là mình nghĩ là với dung lượng 5600 và cân nặng chỉ tăng thêm khoảng 20g so với pin plus tiêu chuẩn thì viên pin này thật sự là rất là lý tưởng nha anh em. Mình nghĩ là nó rất là lý tưởng luôn rồi đó. Bây giờ anh nghĩ là không thể nào có được một cái viên pin nào mà có cái dung lượng cao đến như vậy và tất cả nằm gọn gàng trong máy bay như vậy ha. Chỉ có cái viên pin duy nhất của mình tính tại thời điểm mà video này được phát hành ha, là nó đảm bảo tốt nhất về mọi mặt, về yếu tố kỹ thuật này kia, về vấn đề cân nặng, về tất tần tật mọi thứ nha. Đó, và mình thấy là nó là hợp lý nhất, phù hợp nhất nha. Và theo như một số thông tin tạm gọi là dự đoán đi, là cái viên pin này với dung lượng là 5600 mAh ha, thì anh em sẽ có được thời gian bay thực tế nha. Mình nói thời gian bay thực tế đi cho nó dễ. Thời gian bay thực tế nó sẽ rơi vào khoảng 48 phút bay thực tế trên body của DJI Mini 3 Pro nha anh em ha. Và trên body của DJI Mini 3 thường nó sẽ có được khoảng 51 phút bay thực tế ha. Và trên body của DJI Mini 4 Pro này thì anh em sẽ có được khoảng 42 phút bay thực tế ha.
thì các body khác nhau thì nó có cái mức tiêu thụ năng lượng nó cũng khác nhau. Và chính vì vậy cho nên là cái thời gian bay của nó cũng có khác nhau nha anh em. Và body Mini 4 là một trong những cái body nó uống pin nhiều nhất cho tới thời điểm hiện tại ha. Đó, vì thế cho nên là mình nghĩ là với cái dung lượng này thì nó đã đảm bảo được cho các body nó có thời gian bay gọi là tốt nhất, lý tưởng nhất, đẹp nhất, hoàn hảo nhất ha. Đó, thì theo mình là như vậy. Về trải nghiệm bay thực tế thì chắc chắn là mình thấy là nó ổn định hơn rất là nhiều so với cái loại mà nó có cái cục pin nó lồi ra ngoài nha anh em. Nó ổn định hơn rất là nhiều vì mọi thứ nó đang đồng nhất nha, cho nên là anh em không cần phải lo lắng về cái vấn đề là nó ảnh hưởng tới cái ổn định của cái thiết bị chúng ta nha. Đó, thì mình đang bay lượn vài vòng cho anh em xem. Mình thì chỉ bay lượn nhẹ nhàng đơn giản như vậy thôi, anh em bảo sao không thử bay thấp ga, bay sport này kia các kiểu không? Thì nếu bay những kiểu đó thì nó thời gian bay của chúng ta sẽ bị rút đi rất là ngắn và nó sẽ không đáp ứng được về cái việc mà thời gian bay đúng như những gì mà hãng người ta công bố hoặc là thử nghiệm trên các thiết bị bay ha. Hãng người ta thử nghiệm thì người ta bay khá là nhẹ nhàng nha anh em, và bay trong điều kiện thậm chí là không có gió nữa. Còn mà chúng ta bay theo kiểu của chúng ta bay thấp ga, bay sport, bay đủ thứ các thể loại mà gọi là hardcore đó, thì nó sẽ tiêu tốn rất là nhiều cái năng lượng pin, và chắc chắn rồi thời gian bay của nó sẽ không có ok, thời gian bay của nó sẽ rất là nhanh hết. Và cái lý do chung cuối cùng của mình mà mình muốn chốt lại đơn giản là mình đang bay dạng cinematic, mình quay những cái cảnh nó đẹp, những cái cảnh nó nhẹ nhàng, cho nên là không cần thiết phải bay những cái kiểu đó nha. Cái đó nó chỉ thích hợp cho anh em bay FPV hay bay biểu diễn hay là như thế nào đó. Còn đối với việc bay fly cam nói chung, để quay hình quay cảnh thì chúng ta bay nhẹ nhàng tình cảm để có được một cái chất lượng hình ảnh mượt mà sống động nhất nha. Đó, thì anh em suy nghĩ sao về cái quan điểm của mình thì anh em có thể để lại cho mình cái ý kiến bên dưới phần bình luận nha. Đó, quan điểm chung của mình là mình sẽ bay nhẹ nhàng, bay tình cảm, bay bay không có phải là để he hơn thua. Đó, đối với mình là như vậy. Thì về thời gian bay thì mình cho anh em cái con số như ban nãy mình nói, chứ mình không có bay cạn cục pin này để công bố con số thực tế nha, tại vì thực ra bay con này nó quá tốn thời gian anh em ơi. Nó tốn thời gian vô cùng mà mình không thể nào có đủ thời gian để mình ngồi mình bào hết cái viên pin cho nó tới cạn kiệt để xem coi được thời gian cuối cùng là bao nhiêu nha, vì nó rất là tốn thời gian mà mình không có rảnh thời gian để mình đi thử đâu. Những cái viên pin mà có dung lượng thấp thấp thì mình có thể khoảng nửa tiếng 30 phút thì mình có thể mình thử cho anh em, còn những viên pin với thời gian bay rất là dài như thế này thì mình thật sự là rất là nản khi mà mình thử thời gian bay của nó nha. Để quay được cái video cho anh em xem, để chuẩn bị để hậu kỳ để đi quay thì nó tốn ra khoảng độ 4-5 tiếng đồng hồ gì đó để xong hết tất cả các shot quay để chúng ta có được cái thời gian bay cuối cùng, thì thật sự mà nói là nó rất là phí thời gian nha. Cho nên là mình chỉ bay thực nghiệm, bay thử nghiệm chứ mình không có bào cho hết cái viên pin để ra được con số cụ thể nào đó nha anh em, bởi vì nó rất là phiền phức. Đó, thì nãy giờ mình bay lượn cho anh em xem ha, với những cái shot quay rất là bình thường, rất là nhẹ nhàng nha, và điện áp của nó hiện tại đang rất là ổn định ha. Thời gian báo bay của nó rất là căng, lúc nào nó cũng trên dưới 38 40 phút, bay rất là lâu ha. Mình bay ban nãy ở 85% nhưng mà thời gian bay nó báo rất căng tới 53 phút bay dự kiến nha, và thực tế nó sẽ bay được cổ độ khoảng 40 phút ha, tại vì còn có 85% thôi. Đó, thì mình bay lượn 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 cho anh em xem là như vậy nghe, cũng giống như là mình đang xả pin thôi, coi như là mình đang xả pin đó. Đó, thì viên pin của mình là 5600 mAh hết anh em, và nằm gọn gàng hoàn toàn bên trong thân máy bay ha. Bây giờ mình sẽ chuyển sang mình quay cái thực tế con máy nó đang bay đi, với viên pin 5600 mAh đi, để anh em có thể nhìn thấy được ở bên ngoài nó bay trông như thế nào hết anh em, để mình hạ nó về điểm home point của mình cái. Ok, mình sẽ hạ nó xuống để mà anh em xem ha. Điện áp 3.85, điện
độ 41,7 độ C. Và thời gian bay hiện tại đang là 12 giờ trưa nha anh em. 12 giờ trưa cái giờ rất là thiên luôn. Ok anh em, mình hạ nó thấp thấp xuống một chút để mình tiến hành mình quay nó cho anh em xem ha. Rồi giờ mình sẽ chuyển sang mình quay nó nè. Đeo khẩu trang vô che cái nét mặt điển trai của mình lại anh gái. Ok. Và đây là DJI Mini 4 Pro nha anh em. Và đang bay viên pin là 5600 mAh nha. Đó. Nó bay khá là ổn định đấy anh em. Chung nó bay khá là ổn định luôn, không có vấn đề gì lỗi lầm hết. Mọi thứ rất là ổn định. Và nó cũng khá là đầm hết anh em. Nó bay khá là đầm luôn, tại vì nó không nó nặng thêm á cho nên cái máy nó bay nó cũng khá là đầm luôn. 5600 mAh, nhiều khi bản thân mình còn không tin được nữa anh em. Không tin được là dung lượng 5600 mAh mà nó có thể gọn gàng ở trong cái máy như thế này ha. Phải nói thật sự là ngay cả bản thân mình còn không tin được nữa. Đó, thì đơn giản là vậy thôi, cũng không có gì đặc biệt mà ghê gớm đâu anh em. Đấy, zoom sát lên là tí. DJI Mini 4 Pro ha. Cái viên pin, cái vỏ nó là cái vỏ cũ 249 RAM ha, cho nên là anh em thấy có cái chữ 249 nằm ở dưới cái đít của viên pin đó. Đó, nó đang bay ha. Mình hạ cánh nó xuống tí nè. Đó. Và nó hoàn toàn không hề, để mình quay lại cái màn hình chính cái. Nó hoàn toàn không hề có bất kỳ một cái, bữa nay đẹp trai quá cho nên phải che mặt lại. Nó hoàn toàn không hề có bất kỳ một cái báo lỗi nào liên quan tới pin hay hệ thống hết nha anh em. Mọi thứ là normal, bình thường ha. Và anh em phải lưu ý dùm cho mình nha, DJI Mini 4 Pro phiên bản Aircraft Firmware nó đang là 01.00.200 nha. Các phiên bản firmware khác thì mình không có chắc đâu nha anh em. Mình chỉ chắc ăn ở cái phiên bản firmware hiện tại này của mình là nó ok nha. Phiên bản viên hiện tại này của mình thì nó đầy đủ các tính năng, nó không có thiếu tính năng gì hết trơn nha. Và push control thử đi. Để mở thử đèn bụng coi sáng không. Ồ, sáng bình thường, đèn bụng vẫn sáng ok, không có vấn đề gì hết. Đó, thì anh em phải lưu ý nha, vì hiện tại là DJI rất là mạnh tay rồi với những cái vấn đề về pin độ này kia nha anh em. Họ đang từng bước dọn dẹp ha, tất cả các hệ máy, tất cả các đời máy đều có khả năng bị fix cái lỗi. Xin lỗi anh em, nó không phải, các hệ máy đều có khả năng bị fix cái việc sử dụng pin độ nha. Tất cả các hệ máy luôn nha, không riêng gì hệ máy mới. DJI Mini 4 Pro hay Mini 3 Pro hay Mini 3 thông thường hay là Mini 2 hay là E3 hay là Mavic 3, tất cả các hệ máy đều nằm trong lộ trình sẽ được fix dần dần cái việc sử dụng pin độ, pin dung lượng cao nha anh em. Anh em nhớ giùm mình nha, nó sẽ bị fix cái lỗi đó trong tương lai thôi. Và vì vậy cho nên là hãy cẩn trọng nha, hãy cẩn trọng. Thì về Mini 3 Pro hiện tại thì chưa thấy có thông báo về cái việc là bị fix pin dung lượng cao, là mình thông tin này của mình có được. Còn Mini 4 Pro mình đã nghe phong phanh về việc bị fix lỗi, không phải fix lỗi, nó không phải lỗi, mà bị fix việc sử dụng pin dung lượng cao, pin độ nha. Là trên Mini 4 có, còn Mini 4 của mình thì hiện tại không có. Mình đang bay rất là ổn định, rất là bình thường. Mình không biết là viên pin mà lồi ra đó, nó nặng hơn rất là nhiều, dung lượng nó rất là cao. Nó tới dung lượng nó có khi tới 8.000 hay 8.400 gì đó, thì nó rất là cao, rất là nặng, thì liệu rằng là nó có bị báo lỗi hay không thì cái đó mình không biết. Nhưng mà với viên pin này của mình, nó chỉ nặng hơn viên pin Plus thêm có 20g thôi, và dung lượng của nó tăng lên là 5600 mAh, thì liệu rằng nó có bị fix không. Thì theo mình nghĩ chắc là nếu có fix thì nó cũng không có dính cái viên pin của mình đâu anh em. Tại vì là cái viên pin của mình nó tăng không có quá nhiều trọng lượng ha, và dung lượng nó cũng nằm ở cái mức gọi là
lý tưởng nhất về thời gian bay và cân nặng. Cho nên mình nghĩ là nếu có bị fix thì cái viên pin của mình nó vẫn sống tốt nha anh em. Viên pin mình nó vẫn sống tốt nha. Và viên pin của mình tất cả các linh kiện đều sử dụng là linh kiện chính hãng, cho nên là mình cũng không sợ nó bị cập nhật luôn ha. Để cập nhật thì mình cũng không sợ bị luôn đó. Cho nên là mặc dù mình ngay từ đầu mình thông báo, mình nói anh em là nó đã có cái thông báo là cập nhật firmware của pin này anh em. Cái thông báo này là thông báo cập nhật firmware của pin nha, còn thông báo cập nhật firmware của máy bay nó khác nha anh em. Nó sẽ dài dòng hơn, nó sẽ có tùm lum những cái features ha, nó sổ dài xuống ha. Còn đây là nó cập báo, thông báo này là cập nhật firmware của pin nha, và mình không cập nhật đâu, mình không có dạy gì mình cập nhật firmware của pin đâu, tại vì cập nhật firmware của pin rồi chúng ta sẽ không can thiệp vào được cái viên pin nữa nha, cho nên là mình không có cập nhật, mình để đó coi nó làm sao. Thì tình hình chung là như vậy, anh em sử dụng pin dung lượng cao thì cũng phải chú ý một chút xíu nha, về những cái đời máy mới nha, nó đang nằm trong lộ trình bị DJI bóp cổ và siết cổ nha. Rồi ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Tạm biệt và đừng quên subscribe nhé. Mình đây. Ê. Ok, từ 85% xuống 46% và thời gian bay hiện tại đã bay được là 19 phút 20 phút rồi, 8 phút 55 giây là 19 phút nha, 19 phút 85 mà xuống còn nãy là 46% hả? 85 mà xuống 46 là nhiêu, tốn hết nhiêu phần trăm ta? Bây giờ là 45%, 44%, 44% là được 20 phút chưa? 20 phút 85 mà xuống 44% là 85 mà xuống 44 là coi như là 84 xuống 44 thì là hết 40% hả? 40%, 40% được 20 phút, 40% mà được 20 phút thì 80% là được 40 phút. Rồi trừ hao tổn này kia nữa thì nó rơi vào khoảng 42 phút là hợp lý. Ừ. 42 phút thời gian bay thực tế là rất hợp lý. Đối với con DJI Mini 4 Pro, DJI Mini 3 Pro và DJI Mini 3 chắc chắn nó sẽ bay được hơn. Tại vì nó tăng điện hơn. Vậy là suy vậy là tương đối hợp lý rồi đúng không? À, 80% thì được 40 phút thì còn 20% nữa thì thêm được 2 phút nữa. Mỗi cái 10% thì được 1 phút. Tính vậy đi cho nó dễ, tại vì mình phải trừ hao thêm này kia các thứ nữa thì nó ra được khoảng 42 phút, thực tế rất là hợp lý luôn. Hợp lý không anh em?